ta gọi đây là nhà ma. Ờ, nhà ma. Ờ, cái này là mộ. Hello, Thanh Vũ xin chào anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trên kênh Thanh Vũ miền Tây Vlog. Hiện tại thì Thanh Vũ có mặt tại tỉnh Gia Lai, huyện Chư Sê. Thì hôm nay thì Thanh Vũ cùng với một người anh đang làm ruộng ở nơi đây nè, để mà dẫn cho Thanh Vũ đi thăm những cái ruộng lúa ở nơi đây. Đây là người ta làm ruộng lúa ở nơi đây, người ta làm theo cái phương thức đó là theo cái bậc thang. Cũng nghe anh nói thì rất là đẹp, cho nên là ngày hôm nay Thanh Vũ cũng quyết định đi thăm miếng ruộng bà con làm ruộng ở nơi đây. Đang giờ thì Thanh Vũ xin mời anh chị các bạn cùng đồng hành với Thanh Vũ ạ. Quay lại đoạn phim này làm có ý nghĩa đâu cây. Ở đây ruộng của mình đây, ruộng tan đây của người ta chứ không phải của mình hả anh? Người ta. Ừ. Ở đây là làm ruộng thấy đẹp ha. Ở đây thuộc về tỉnh Gia Lai. Rồi hai anh em mình thăm lúa ra. Rồi đậu đây, ruộng mình ở đâu anh dẫn em đi ra. Bên kia một đám, bên kia một đám. À. Rồi mình lội dài dài xuống dưới ra. Vậy là nhà của anh là bên đồi bên đó. Ồ, nhà trắng trắng đó chứ gì. Ờ. Cái này là cái ống nước ở trên mình dẫn xuống ruộng đây hả anh? Ờ. Này là nguyên miếng này là ruộng của anh. Của người ta. Của người ta hả? Anh là bên kia phải không? Vậy là anh em mình qua thăm bên kia. Quá đẹp. Ừ. Xa xa có cũng có cục đá hả? Mấy cục đá này dưới ruộng là anh ghinh lên bỏ đây. Nước ở trên đây thấy cũng có nước nè. Mới làm lại trên đầu mương á. À. Nó cứ xả xuống, mình không xả nó cũng gịnh xuống không, hay là nó xả xuống. Ừ. Ở trên kia là tự động nó có nước chảy xuống hoài hả anh? Nó ống nước từ trên bật trên chảy dài xuống. Ờ, của anh là miếng trên này. Dài dài xuống tới dưới đó. Tới cái cây xa xa đằng kia luôn không? Ờ, lúc cây xa dưới hang đang ở cũng chỗ lác đác rồi. Cái khuôn này là được nhiêu anh mấy sào? Để chỗ đấy được sào 2, sào 3 rồi đó. À. Bên kia là bên họ rồi. Ờ, bên kia là bên họ là của anh ta.
của lúa mới tô đây mà. Đây có anh thẳng qua kia không hay là bên kia là nằm bên kia nữa? Vòng vòng theo. Ủa cái miếng ruộng này có anh sao mà nó ngoằn ngoèo, nó không thẳng, là do nên hồi đó mình muốn đắp hay là sao mà anh có miếng ruộng này á? Thì đó đắp vô vậy nhưng cứ làm theo như vậy thôi. Cũng như mình cứ làm như trời đất từ ngày xưa ông bà cho để lại mình làm. Nước thì hầu như là có ở trên, nó cứ rịn xuống ở trên, giống như trên đó là trên thượng nguồn hả? Tự động rịn từ lúc ở trên đó, trên đồi á. Trên đó là kêu bằng gì? Chạy suy á. Chạy suy ở trên đó tự động nước nó chảy từ từ xuống, mình cứ xả mưa xuống từ từ. Hả? Mương từ đầu kia là chảy xuống. Ở trên đó chảy xuống qua đây dài xuống. Ở đây công nhận ruộng thấy đẹp ha. Bậc thang như vậy. Ở đây bậc thang không, ở đây trời bên kia cũng bậc thang không. Từng như thế. Ở đây mình kêu bằng gì? Ấp gì? Kêu bằng khóm hả? Đây là canh bông này hả? Ở đây là mình kêu bằng gì? Khu đấy là canh bông. Canh đông. Canh bông Sầm Ninh. Thanh Ninh, cái xã Dun, xã Chun, xã Dun, xã Dun, xã Dun, xã Dun, tỉnh huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, huyện gì? Tỉnh huyện Chư Sê, huyện Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Giờ gì tôi từ trước giờ chưa bao giờ lên đây, ngày hôm nay lên đây thì em cũng muốn ghi cái một số những cái hình ảnh lại cho bà con thấy ở những người nông dân nơi đây người ta làm ruộng như thế này, đất bậc thang. Hồi đó giờ nói ruộng bậc thang đồ này cái nọ thì bây giờ mình tới mình mới chứng kiến được tai nghe mắt thấy lần này sờ luôn. Bên đó thôi. Đang giờ hồi nữa mình qua bên nhà bản đây rồi qua bên kia không chừng thấy đẹp hơn. Anh em mình qua bản ha, rồi đi. Đường lộ ở đây nó ngoằn ngoèo cao thấp vậy ha. Cái này là cái gì anh? Cái cầu nước suối Rinh. Cầu gì? Cầu nước suối Rinh. Cửa cầu nước suối Rinh. Ở đây thì ở trong em thì cái này cũng giống kêu bằng cái gì, giống như con kênh vậy ha. Cho nước chảy. Ở đây mà mùa nước rồi là ở đây nước nó dâng cao dữ không, hay là nó chỉ như vậy thôi hoài quẩy quanh năm thúc tháng? Nên là mùa mưa là nước nó lên nhiều lắm. Mùa mưa là ở này nước nó lên nhiều lắm. Mùa nắng ít nước. Ít nước thành ra. Ở đây nước chảy quá mà nước trong ha. Ở đây có cá gì không anh? Không có cá hả? Ở đây là ta gọi đây là nhà ma. Nhà ma. Cái này là mộ. Ở dưới em á. Phố tục ngày xưa kêu bằng gì? Kêu bằng đây là mình bỏ đi làm cái này. Hồi xưa có ai ở đây không hay là hồi xưa đi đất khu thôi. Đất không? Bây giờ người ta cứ xây. Sau khi người ta mất cái người ta về người ta chôn ở đây. Các gì ơi, cho con tôi quay ở đây một đoạn phim nha. Lần trước là kiếm hay gì mà trưng bày dữ vậy anh? Trước này là kiếm hay gì hay là cái gì mà trưng bày treo lủng lẳng kêu gió thổi kêu á, cái đó ý nghĩa sao ạ?
ý nghĩa cái đó là theo phong tục của ngày xưa treo cái đó mà cho đẹp. Dạ, cho đẹp. Gió thổi cái có đầu hả kêu. Canh bên này quanh bên kia kêu lúc cốc vậy ha. Ở đây phong tục là như thế. Dân tộc cái này là dân tộc gì? Dân tộc Gờ Rai. Gờ Rai. Gờ Rai. Gờ Rai. Là dân tộc Gờ Rai. Đây là đây là cái cách này có chú chị các bạn. Người ta ở đây ta gọi là nhà ma. Chưa làm cái đó là người ta chịu gọi rồi. Nếu làm gì người ta bỏ ma. Bỏ nhà ma. Cũng như sau khi ta làm gì là ta bỏ. Ừ. Bỏ luôn người ta không có về. Có thinh minh rồi ta có về không? Tết rồi ta có về đây không anh? Có khi là đi. Hả? Có khi là về chứ. Cũng như cái người thân á, thỉnh thoảng người ta về đây người ta đốt nhang. Ngày Tết rồi ta có về ta sơn phết rồi lại không? Ở nơi đây nè. Có Tết thì đi. Thằng nào không ra nữa. Như vậy là cứ như vậy là thằng nào như ta cứ ra cũng ở đây. Thì người ta bỏ đi ở đây người ta đi ăn nữa. Thì có Tết đi thắp nhang rồi lại về ăn ở nhà thôi. Là đúng như đáng lý ra là không thường Tết gì để ăn. Mà một khi mà ta đã treo giống như ở đó là người ta bỏ luôn. Là người ta bỏ luôn. Ta không về nữa. Không về nữa. Chỉ có Tết thì người ta đi thắp nhang về. Là treo như thế. Còn ở trước mình làm những cái nhà thế kiểu này. Cái mui cái nhà thế kiểu này thì kêu bằng là gì tính người ta làm như thế đây là người ta làm mà trời người ta khi thỉnh thoảng mưa gió nắng gì người ta đi xuống á em hiểu rồi. Cũng như ta làm một cái chầu như vậy thì để ví dụ như ta đi về đang mà ta cúng quải gì đó thì có mưa gió thì cũng có nơi đang mà anh em ngồi nơi đó đang mà làm lai gai nhậu để tưởng nhớ đến nhiều người đã mất ha. Còn mình đi sau này là ở đâu anh? Là cái gì? Cái này là cái mương. Cái mương người ta dẫn nước đặng về để mà cho làm ruộng lúa mà. Người ta cũng làm đây đẹp ha. Xây như thế này để mà dẫn nước về. Ở đây là lúa, ở đây là lúa chỗ hả anh? Lúa đang chỗ. Lúa đây nhìn thấy cũng im quá nè. Là lúa này thấy màu thấy trúng ha. Ở trên đây chỗ như thế này là người ta có đến người ta để mà người ta mua gì chưa anh? Người ta mua tại nhà cũng như sau khi anh gặt về người ta mới mua ha. Đây là ruộng nhà của anh cũng đang chỗ ha. Là những cái miếng mà chỗ này là của anh hết. Nó cũng là nằm cặp theo cái con kênh. Nó là con suối chứ. Dài hôm đây là người ta cứ làm nguồn đất chăn chăn như thế. Bậc thang hết. Ở đây nếu mà trường hợp mà lúa mà chín chắc đẹp dữ lắm. Đẹp ha. Màu vàng á. Đẹp. Ở cái miếng đất này là như nó nằm ở trên đây là cái chân tay chốt cái đường mà nước nó dẫn xuống thành ra cũng tiện cho anh ha.
rất là tiện luôn. Ở đây có đường kênh, có cái đường mương người ta dẫn nước nè, người ta xây đường mương này là người ta xây hết. Cái này là cái công trình xây này xây lâu chưa anh, hay là mới xây à? Mới xây thôi, 3 năm trước đây người ta chỉ đào thôi, giờ ta mới xây. Wow, qua đây cũng miếng ruộng của anh luôn. Qua tới kia miếng chỗ chỗ này. Ở đây là cái đường nước cho chảy xuống ruộng của anh đó. Hả? Xa xa có một cái đường để mà nước cho chảy xuống dẫn xuống ruộng ha. Ở đây là xa xa có một cái đường nước này, chảy xuống ruộng nè. Cái trang tài trong nước thì chảy xuống thì người ta cũng bỏ vài cục đá. Mình đi tới các bạn ạ. Ở đây là anh nãy anh cũng mới móc cho nước nó thông xuống nha. Thông nó chảy xuống. Thông xuống chảy vô trong ruộng. Đây. Đường để mà nước chảy xuống. Đây, nước dẫn dài xuống đây. Nước dài xuống đây, bắt đầu dài xuống dưới ruộng. Ruộng của anh là tới mấy này? Ở đây nè. Ở này, dài xuống dưới đó, tới dưới thác dưới luôn. Để từ suối rồi thôi. Tới suối dưới luôn. Bên kia người ta đang đặt lại á. Ừ. Cái đường mương này trở lên là ruộng của người ta ha anh? Ừ. Ăn từ miếng đường mương này trở xuống. Mương này nó thông xuống. Móc nước hả? Cho nó xuống hả? Xa xa cái nó có một lỗ xuống, cũng như cái này bị nghẹt ha. Nó cao quá, nó không thông được, cho nên nó chảy xuống. Hơi cao quá, không chảy xuống được. Đây làm gỗ lúa bạc thân như gì đây, rồi lần sau mà anh lấy cái máy xới của anh vô đây xới được. Được rồi, anh đi đường nào? Đường kia. Đường hồi nãy đó phải không? Đường nãy mình vô á. Từ nhà ma kìa. Nhà ma đằng đó đó. Từ nhà ma mình chạy vòng xuống đây, vòng lại ruộng mình. Rồi miếng của người ta thì ta cũng có máy của người ta là tự làm chứ không phải là. Trước kia máy nhớ anh nói là nhà đó. Đầu tiên mình có một nhà mình mua đó. Đều khu vực bây giờ mình lọc hết rồi. Hồi đó là anh có máy này anh làm cho ta khu vực này hết. Bây giờ thì hầu như là mỗi nhà mỗi cái. Còn cái nhà của anh bên đó là anh trồng cái gì? Cũng làm lúa. Cũng làm lúa thôi. Ở đây. Bên kia là cho con cháu làm rồi. Vậy đó ha. Chưa có thời gian đi phát rành thỏ rành. Rồi đang giờ mình dài ra. Anh chị các bạn nhìn thấy lúa ở đây thấy cũng nhìn thấy rất là tốt ha. Nhìn lúa bông cũng rất là gọi hột. Thấy rất là mê ha. Đó, anh chị các bạn nhìn thấy lúa ở đây là dân người ta làm theo cái dạng bậc thang như thế. Và ngay bây giờ Thanh Vũ cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thanh Vũ cũng xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết cái video này.
Và nếu như anh chị các bạn thấy video này thấy hay thì anh chị các bạn có thể đăng ký kênh hay là gửi một lời bình luận nào đó, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem để cho Thanh Vũ có thêm động lực để mà làm nhiều video hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời anh chị và các bạn mình xem cái đoạn video tiếp theo.